Thưa quý vị và các bạn, với một người bình thường thì khiêu vũ là một bộ môn nghệ thuật mà ai trong số chúng ta cũng có thể học được. Nhưng đối với những người khuyết tật thì học bộ môn này thì không hề dễ dàng. Thế nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh lại có một lớp học khiêu vũ miễn phí dành cho người khuyết tật. Lớp học này như là một thông điệp gửi đến người khuyết tật là họ có thể làm được tất cả miễn là trong họ có lòng đam mê và có niềm tin vào cuộc sống. Dẫu cho việc đi lại khó khăn, chị Trần Thị Ngọc Hiếu đều đặn 2 lần mỗi tuần đến lớp học khiêu vũ đặc biệt của mình tại Trung tâm Khuyết tật và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Lớp học khiêu vũ miễn phí trên xe lăn là một không gian không mấy rộng nhưng ấm áp và thấm đượm nghĩa tình. Những động tác khởi động nhẹ nhàng, những bài tập từ uyển chuyển mềm mại đến sôi động đã gắn kết những con người lại với nhau. Đối với họ, lớp học là nơi để sẻ chia, để mở lòng, giúp họ xóa đi mặc cảm, tự ti, hòa nhập cộng đồng. Cái quãng thời gian mà những cái ngày đầu đi đến đi học thì thực sự rất là khó khăn, bởi vì có nhiều khi Hiếu phải đi bằng xe 3 bánh lên đây, rồi cũng xa từ Bình Triệu lên nữa, nhưng mà vì cái động lực cũng như là mình cảm thấy là thích thú đi vô trong đây, mình được biết bạn bè, được quen với thầy, và khi mà hòa mình cùng với cái âm nhạc thì mọi người cảm thấy cùng nhau cháy lên. Không chỉ chị Hiếu mà 20 học viên nơi đây đều tự cảm nhận những thay đổi trong tâm hồn mình kể từ khi bắt đầu làm quen với một môn học mới vốn còn xa lạ với người khuyết tật. Hầu hết trong số họ trước đây đều không dám nghĩ có một ngày mình biết khiêu vũ, được khiêu vũ. Bởi đối với họ, đi đứng bình thường cũng đã là một khó khăn. Là mình đã thích từ lâu lắm rồi lại thấy những cái mà cuộc thi vũ mà của quốc tế hay gì mình cũng xem hết, cái thành ra mình từ trước giờ thì mình cứ nghĩ là chẳng bao giờ mình được thực hiện hết, hoặc là chẳng bao giờ mình sẽ là một cái thanh nhân vật ở trong đó. Thì đúng là vô đây thì cảm thấy rất là vui, giống như mình được, giống như gần như cái ước mơ của mình trước giờ mà mình mơ ước bây giờ nó thành hiện thực vậy đó. 20 học viên với những dạng khuyết tật khác nhau, có người khuyết tật cả tay và chân, nhưng tất cả đều hòa trong một điệu nhạc du dương. Họ quên hết mặc cảm, xóa đi khoảng cách, trở nên gần gũi lạ thường. Khiêu vũ tưởng chừng như là xa lạ, nhưng lại chính là sợi dây kết nối họ với nhau, giúp họ sống lạc quan hơn, vui vẻ hơn. Những là trị liệu được cái bệnh của mình, giống như là mình ngồi rồi mình lại làm việc văn phòng nữa thì nó sẽ có rất là nhiều cái bệnh nảy sinh ra như văn phòng mình biết, thì mình khắc phục được những cái đó. Rồi đồng thời nó sẽ làm cho cơ thể mình giống như nó sẽ phát triển cân đối hơn, thì nó sẽ đẹp hơn, đâm ra vừa trẻ, vừa khỏe và vừa đẹp, nó rất là thích. Người làm cầu nối để gắn kết họ lại với nhau là vũ sư Đinh Thành Hiếu, người có 15 năm kinh nghiệm huấn luyện cho các môn dance sport, yoga, zumba và khiêu vũ trên xe lăn tại Úc. Tôi thấy là ở nước ngoài thì mọi người khuyết tật họ được vui chơi, được tập luyện và được chữa bệnh bằng những cái loại hình như vậy. Thì tôi cũng hy vọng là tôi mang về Việt Nam để giúp cho cộng đồng người khuyết tật rất là lớn, tại vì nước ta thì do chiến tranh rồi do cái hoàn cảnh khó khăn thì các bệnh bị sốt bại liệt, bị chất độc da cam rất là nhiều. Thì qua đó tôi mong muốn là có một cái loại hình mới để các bạn tập luyện, vừa chữa bệnh mà vừa xả stress, mà vừa giao lưu trong cộng đồng. Xuất phát từ mong muốn được góp phần giúp người khuyết tật được hòa nhập với cộng đồng, hỗ trợ họ rèn luyện sức khỏe, sống vui khỏe và ý nghĩa, anh Hiếu luôn tận tình với học viên trong từng động tác, từng bài nhảy. Với anh, niềm vui là được nhìn thấy các học viên mỗi ngày qua đi trở nên gần gũi, yêu đời, dám ước mơ và dám thực hiện ước mơ.